tập kinh. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ok rồi, bây giờ trước khi mình đi vô cái bài của mình thì có hai cái vấn đề cần phải nói trước thì mọi người phải có nhầm lẫn. Cái thứ nhất là có một cái câu hỏi là nó có liên quan tới là người nào có thể nhập được tiền, cần tiền nào. Rồi bây giờ là ok, khi đó ok, bây giờ mình như hồi trước có nói nó có hai cái quan điểm đúng không ạ? Bây giờ mình chỉ tập trung vào cái quan điểm thứ hai. Cái quan điểm thứ hai là cái quan điểm mà được rất nhiều vị gọi là vị vị thầy chấp nhận đó, tức là mình chấp nhận cái quan điểm thứ hai. Thì đối với quan điểm thứ hai là nói là những cái vị phạm thiên nào mà muốn sanh lên một cái cõi nào, đã sanh lên một cái cõi nào đó rồi, nếu muốn nhập vào cái tầng tiền của cái cõi đó thì người vị đó phải đi tu tính lại. Thì từ đó ý muốn nói là một vị phạm thiên ở cái cõi đó rồi thì vị đó vẫn có thể tu đắc được những cái tầng tiền thấp hơn. Ở đây là nói tầng tiền sắc giới. Ok, bây giờ mình nói cụ thể lại, bây giờ mình sơ lại cái phần này để nhắc lại, từ đó mình đi qua cái câu hỏi đó. Thì ở đây mình đang học về những lộ đắc thiền đúng không ạ? Thì khi mình học những cái lộ đắc thiền thì từng lộ thiền một thì mình phân tích là cái lộ này nó có thể xảy ra cho những vị nào, như trong những cái cõi nào. Chẳng hạn như cái gì, cái lộ lộ sơ thiền, những cái lộ sơ thiền trong này nói là nó có thể xảy ra cho những người tam nhân bốn bậc thánh, tức là những cái vị này ở trong những cái cõi bảy cõi dục giới và 15 cõi sắc giới. Từ đó mình mới xác định ra được là cái tâm, mà cái tâm tục sinh của những vị này á, có thể là một trong trong chín cái tâm này, tức là vị đó phải là người tam nhân, tức khi vị đó phải là người tam nhân và là một trong chín cái tâm này. Thì từ cái chi tiết này, từ cái thông tin này, mình mới thấy được rằng là những vị phạm thiên vô sắc không thể đắc được sơ thiền sắc giới, bởi vì cái vị phạm thiên vô sắc, cái tâm tục sinh của vị đó sẽ là bố một trong bốn cái tâm quả vô sắc. Nên là nhắc lại cái lộ sơ thiền này, cái lộ đắc sơ thiền này không thể sanh lên cho những vị phạm thiền ở những cõi vô sắc, nhưng mà nó có thể sanh lên được cho tất cả những người nào mà là tam nhân, tức là cả phàm nhân và thánh nhân mà sanh lên trong bảy cõi dục giới thiện thú hoặc là 15 cõi sắc giới, tức là trừ đi cái cõi vô tưởng. Thì đó là đối với cái cõi sơ, cái lộ sơ thiền. Thì dĩ nhiên sau khi đắc được sơ thiền rồi thì vị đó dĩ nhiên sẽ nhập vào lộ vào sơ thiền được, tức là cái lộ lộ nhập sơ thiền nó có thể sanh lên cho những vị này. Cái đó là cái điểm thứ nhất. Thứ hai, qua cái lộ nhị thiền, lộ nhị thiền thì nó giống y hệt như trên, tức là cái lộ nhị thiền này nó có thể, lộ đắc nhị thiền này nó có thể cũng sanh lên cho tất cả những vị đó, tức là vị phàm tam nhân và tất cả bốn vị thánh ở trong bảy cõi dục giới thiện thú và 15 cõi sắc giới, tức là cũng tương tự như vậy, những cái vị phàm nhân và thánh nhân ở trên những cõi vô sắc không thể đắc nhị thiền được, cũng tương tự, cái lý do cũng tương tự như vậy. Cho nên tất cả những cái này được tương tự cho đến cái lộ ngũ thiền. Lộ ngũ thiền cũng giống y như vậy, tức là những cái lộ ngũ thiền này nó có thể sanh lên cho những phàm nhân và thánh nhân ở trong bảy cõi dục giới thiện thú và 15 cõi sắc giới, và dĩ nhiên những cái tâm tục sinh của những vị đó sẽ là bốn đại quả hợp trí hoặc là năm quả sắc giới. Cái đó là mình đang nói về những cái lộ đắc thiền và những lộ nhập thiền của ở cõi sắc giới. Rồi bây giờ mình qua bên những cái lộ đắc thiền và nhập thiền của vô sắc giới. Thì cái lộ vô sắc thứ nhất, cái lộ vô sắc thứ nhất ở đây nói là nó giống ở trên, nhưng mà phải cộng thêm
cái cõi vô sắc thứ nhất nữa, tức nghĩa là sao? Nghĩa là những cái vị phạm thiên ở trên cái cõi vô sắc thứ nhất đó đó có thể đắc được tầng thiện vô sắc thứ nhất. Thì chính vì cái lý do đó cho nên cái tâm tục sinh mình cộng thêm một cái tâm nữa là tâm quả vô sắc thứ nhất. Tức là ý muốn nói những vị phạm thiên vô sắc ở cõi vô sắc thứ nhất có thể đắc được tầng thiện vô sắc thứ nhất. Thì dĩ nhiên sau khi đắc được tầng thiện vô sắc thứ nhất rồi thì vị đó phải có khả năng nhập được vào tầng thiện vô sắc thứ nhất. Đó. Bởi vì sau khi đắc rồi thì người ta có thể nhập vào được. Thì từ đó mình mới thấy là cái lộ thiện, cái lộ đắc vô sắc thứ nhất này nó có thể xảy ra cho vị phạm thiên vô sắc ở cõi vô sắc thứ nhất. À. Rồi bây giờ mình qua cái tiếp theo. Lộ đắc vô sắc thứ hai. Lộ đắc vô sắc thứ hai thì ở đây mình lại cộng thêm cái cõi vô sắc thứ hai nữa. Tức là những vị phạm thiên ở cõi vô sắc thứ hai có thể đắc được tầng thiền vô sắc thứ hai. Ok, bây giờ đi ngược lại cái điểm mình chưa quên muốn nói ở cái lộ vô sắc thứ nhất. Ở cái lộ vô sắc thứ nhất mình thấy này là cộng thêm cái quả vô sắc thứ nhất thôi. Ý muốn nói là những vị phạm thiên ở ba cõi vô sắc cao hơn, tức là ở cõi vô sắc thứ hai, thứ ba, thứ tư, không thể đắc tầng thiền vô sắc thứ nhất được. Bởi vì cái tâm là thấp hơn, vì đó không thể đi xuống đắc ngược lại. Cái điểm khác biệt ở đây mình thấy là đối với sắc giới và vô sắc là ngay cả những phạm thiên sắc giới ở cõi cao hơn vẫn đắc được những tầng thiền sắc giới thấp hơn. Nhưng cái điều đó lại không xảy ra cho những vị phạm thiên ở những cõi vô sắc. Ở những cõi vô sắc thì những vị ở cõi cao hơn không thể đắc tầng thiền ở những cõi thấp hơn được. Cái điểm đó, cái điểm khác biệt mình cần phải nhớ. Cho nên ở đây tương tự bây giờ đi qua cái lộ thứ hai, và cái lộ vô sắc thứ hai á, là những vị phạm thiên ở cõi vô sắc thứ hai có thể đắc được tầng thiền ở cõi vô sắc thứ hai. Cho nên mình phải cộng thêm cõi vô sắc thứ hai và mình cộng thêm một cái tâm quả là như vậy. Rồi bây giờ tương tự như vậy qua cõi thứ ba cũng vậy. Qua cõi thứ ba, cái lộ vô sắc thứ ba thì những vị phạm thiên ở cõi vô sắc thứ ba có thể đắc được cái lộ tâm đó. Nhưng mà những vị ở cõi vô sắc thứ tư lại không đắc được. Chính vì cái lý do đó cho nên ở đây mình không có cộng cái tâm quả vô sắc thứ tư ở đây, mà mình chỉ cộng thêm cái tâm quả vô sắc thứ ba mà thôi. Và cuối cùng là cái lộ đắc thiền vô sắc thứ tư, thì cái lộ này mình cộng thêm cái tâm quả vô sắc thứ tư nữa. Tức là cái vị phạm thiên vô sắc ở cõi thứ tư đó chỉ có thể đắc được một tầng thiền này duy nhất mà thôi, nếu như vị đó tu tập. Thì dĩ nhiên sau khi tu tập được rồi thì dĩ nhiên vị đó có thể nhập vào tầng thiền này. Rồi cho nên từ đó thì mình mới kết luận là đây, các chúng sanh chứng đắc thiền ở trong cõi dục giới và cõi sắc giới thì có thể nhập vào tất cả các tầng thiền, có thể là đến 9 tầng thiền mà đã chứng đắc. Tức là người ta đắc được tầng thiền nào thì người ta có thể nhập được vào tầng thiền đó. Và những vị ở cõi dục và những cõi sắc giới á, thì bây giờ mình lấy giả sử bây giờ ở cõi dục đi, nó cõi dục. Một người bây giờ mình lấy giả sử như ở cõi đấu xúc đi, những vị ở trên phạm thiên cõi đấu xúc các vị đã đắc thiền, tu thiền các vị đắc được, bây giờ các vị đắc được bây giờ mình nói giả sử như đắc được tới ngũ thiền sắc giới, thì vị đó sẽ tu từ sơ thiền cho tới ngũ thiền sắc giới, thì sau khi tu được là vị đã đắc được tất cả 5 tầng thiền. Thì cái câu này ý muốn nói là sau đó vị đó có thể nhập vào được tất cả 5 tầng thiền. Nếu như vị đó muốn, vị đó có thể nhập vào sơ thiền. Nếu vị đó muốn, vị đó có thể nhập vào nhị thiền. Tương tự, nếu vị đó muốn, vị đó có thể nhập vào ngũ thiền. Bất kỳ, bởi vì đắc được 5 tầng thiền, vị đó sẽ nhập được vào tất cả 5 tầng thiền. Bây giờ mình lấy giả sử một cái ví dụ khác. Bây giờ mình nói lên cõi sắc giới. Bây giờ mình lấy giả sử như một vị phạm thiên ở cõi tam thiền đi. Thì vị đó sanh lên đó. Sau đó vị đó bắt đầu tu thiền. Vị đó tu thiền, bây giờ giả sử nói vị đó tu đắc được tới vô sở hữu xứ đi, tức là tầng thiền vô sở vô sắc thứ tư, thứ ba, thì tức là vị đó phải tu từ sơ thiền sắc giới, tu cho đến ngũ thiền sắc giới, sau đó mới tiến lên là vô thiền vô sắc thứ nhất, vô sắc thứ hai và vô sắc thứ ba, và đắc được tất cả 8 tầng thiền như vậy. Thì cái câu này muốn nói là cái vị đó có thể nhập được vào tất cả 8 tầng thiền đó tùy theo ước muốn của mình. Cái đó là nói về cõi dục và cõi sắc. Bây giờ mình nói qua những chúng sanh là vô tưởng.
sorry, vô sắc. Bây giờ giả sử mình lấy cái vị ở cõi thức vô biên xứ đi, cái vị sanh là cõi thức vô biên xứ. Bây giờ sau đó vị đã bắt đầu đắc thiền, tu thiền, tu thiền theo như những cái nhìn phân tích ở trên này, vị đó không thể tu thiền vô sắc thứ nhất được, bởi vì cái lộ tâm đó nó không sanh lên cho vị đó, vị đó đang ở cõi thứ hai. Vì ở đoạn khỏi thứ hai cho nên vị đó có thể tu được tầng thiền vô sắc thứ hai, vô sắc thứ ba hoặc vô sắc thứ tư tùy theo ước muốn vị đó. Nếu vị đó tu có thể, bây giờ mình giả sử mình nói là vị đó tu được, đắc được là vô sắc thứ hai và vô sắc thứ ba, thì từ đó vị đó có thể nhập vào được tầng thiền vô sắc thứ hai và tầng thiền vô sắc thứ ba, tức là có thể nhập được vào hai cái tầng thiền mà vị đó đắc. Thì cho nên cái câu này muốn nói là chúng sanh ở những cõi vô sắc chỉ có thể chứng và nhập vào những tầng thiền ngang bằng, tức là ví dụ như cái vị mình nói đó, cái vị ở thức vô biên xứ, vị đó chỉ có thể đắc được là tầng thiền thức vô biên xứ, chứ không thể đắc được tầng thiền không vô biên xứ, bởi vì tầng thiền không vô biên xứ nó thấp hơn. Cho nên ở đây mới nói là những cái chúng sanh ở những cõi vô sắc chỉ có thể đắc và chứng những tầng thiền ngang bằng hoặc cao hơn mà thôi. Thì đó là, đây là cái câu tổng hợp của như vậy. Cho nên cái câu trả lời cho cái câu hỏi ở trong đó, thì ai có thể đắc được tầng thiền nào, thì mình nói là ai có thể nhập được vào những tầng thiền đã đắc, thì tất cả mọi người, người nào đắc được tầng thiền nào thì người ta đều có thể nhập được, chỉ trừ trường hợp là người ta mất thiền đi. Chẳng hạn như trong kinh có nói những trường hợp những vị mà tu thiền xong rồi á, mà không giữ những thiền đó mà để cho những thiền mất đi, thì dĩ nhiên người ta sẽ không nhập vào được nữa, thì chỉ trừ trường hợp đó thôi. Còn nếu vị đó vẫn giữ được thiền thì vị đó sẽ có thể nhập được tất cả vào những tầng thiền vị đó đã đắc. Còn về nói về tâm gọi là tâm hữu phần của vị đó, thì như mình biết là những người nào mà tam nhân thì đắc, sẽ đắc được thiền. Thì như mình thấy những người tâm nhân á, thì nó là tâm tục sinh của, nó sẽ có bao nhiêu trong 19 tâm tục sinh, thì mình thấy có 19 cộng với 4 là 13. 13 cái tâm đó là hợp trí. Thì 13 tâm đó, tức là những người nào mà có được 13 cái tâm đó thì đều có khả năng đắc được thiền. Thì tức là những cái vị mà đắc thiền nó bắt buộc phải có tâm tục sinh, tức là cái tâm hữu phần là một trong 13 cái tâm đó. Dạ, yeah. Thì đó là cái câu mình trả lời lại cái câu câu hỏi đó ạ. Dạ, mọi người mình có rõ chưa ạ? Dạ, thưa thầy cho tròn hỏi nha. Dạ. Dạ, nếu mà cái câu hỏi là ai có thể nhập vào thiền nào mà họ đã đắc, thì nếu mà nói đến cái chúng sanh ở cõi vô sắc thứ hai, thì những chúng sanh đó phải đã đắc cái tầng thiền vô sắc thứ nhất thì mới lên được cái tầng thiền vô sắc thứ hai. Thì ý cái câu hỏi ở đây cho hiểu là đã đắc được cái tầng thiền vô sắc thứ nhất, nhưng mà vì chúng sanh vô sắc nên người đó sẽ không nhập được vào cái tầng thiền vô sắc thứ nhất. Okay, tại vì giờ, họ đang okay. Ở tầng thiền vô sắc thứ hai. Bây giờ ok, bây giờ là người đó sanh lên làm chúng sanh ở cõi vô sắc thứ hai, đúng không ạ? Dạ. Yeah. Khi lên trên đó rồi, người ta không còn tầng thiền nào nữa hết. Người ta đắc được, người ta để sanh lên đó, người ta phải đắc tầng thiền thứ hai. Thì khi bây giờ chị đang nói tới cái kiếp sống quá khứ rồi, cái kiếp sống quá khứ của chúng sanh đó, người ta phải tu tầng thiền vô sắc thứ nhất để mới có thể tu lên tới tầng thiền vô sắc thứ hai. Và sau khi chết đi, người ta sanh lên cõi vô sắc thứ hai. Nhưng khi lên cõi vô sắc thứ hai rồi, người ta không còn cái thiền vô sắc thứ nhất nữa, cũng như không còn cái thiền vô sắc thứ hai nữa. Người ta là chúng sanh bình thường, không có đắc một tầng thiền nào hết. Để có thể nhập vào thiền đó lại được, người ta phải tu lại. Người ta phải tu lại. Thì khi tu lại, người ta không thể tu tầng thiền vô sắc thứ nhất được nữa, bởi vì người ta đang ở cõi vô sắc thứ hai. Để có thể đắc nhập vào tầng thiền vô sắc thứ hai, theo dĩ nhiên ở đây mình đang nói theo cái quan điểm thứ hai. Cái quan điểm thứ hai muốn nói là muốn nhập vào tầng thiền đó lại thì phải tu lại. Tức là đối với cái vị ở cõi vô sắc thứ hai, vị đó khi mới vừa sanh lên không có thiền nào hết. Nếu vị đó muốn nhập lại vào tầng thiền thứ hai, tức là đắc tầng thiền thứ hai, bởi vì cái từ đã đắc ở đây ấy, mình phải nói tới cái chúng sanh ở cái cõi đó, mình không thể nói cái kiếp sống quá khứ được. Bởi vì nếu như mình nói về sự sống quá khứ, thì bây giờ mình nói như mình đi. Trong quá khứ mình cũng đã từng tu đắc thiền rồi, chứ không phải không. Nhưng bây giờ mình đâu có nhập vào những tầng thiền đó được đâu, bởi vì bây giờ mình đâu có đắc thiền đâu.
muốn nhập vào tầng thiền đó mình phải đắc thiền, cho nên mình phải nói tới cái sống hiện tại, mình không thể nói tới cái sống quá khứ được. Nếu mà như là cái vị đó ở cái cõi vô sắc thứ hai mà họ đắc thiền vô sắc thứ hai, rồi họ tu lên họ đắc thiền vô sắc thứ ba mà họ vẫn ở trong cái cõi vô sắc thứ hai, thì cái tầng thiền vô sắc thứ hai không phải nó mất sau khi họ đắc cái tầng thiền vô sắc thứ ba hay sao nữa thưa thầy? Không có mất, người ta vẫn có thể nhập vào được. Giống như ở những cõi vô sắc vậy, theo những cõi sắc giới vậy, nhưng người ta còn, người ta nhập, người ta đắc được thì người ta sẽ nhập vào được. Cho nên những cái vị ở trên cõi vô sắc thì người ta đắc được tầng thiền nào thì người ta sẽ nhập vào được tầng thiền đó. Dạ thì cho thầy nhớ ở trong cái sách Cẩm Nang có nói là cái người vô sắc, chúng sanh vô sắc đắc tầng thiền cao thì là tầng thiền thấp sẽ bị mất. Thì để trò phải kiếm lại cái trang mấy là trò gửi lại cho thầy xem sao ạ. Tại vì trò nghĩ là họ có thể đắc được cái tầng thiền vô sắc thứ hai đôi khi họ đắc đạo, đắc thiền vô sắc thứ hai, mà khi họ tu lên cái tầng thiền vô sắc thứ ba, họ đắc cái tầng thiền vô sắc thứ ba thì cái tầng thiền vô sắc thứ hai họ không có thể nhập vào được nữa nếu là chúng sanh vô sắc. Không phải, nếu mà họ vẫn còn ở trong cái cõi vô sắc thứ hai. Dạ, theo ông hiểu thì không phải như vậy. Người ta nhập, người ta tu được thiền đó thì người ta sẽ nhập vào thiền đó được. Bởi vì nếu như mà theo cái quan điểm đó thì cứ nói tu tầng thiền cao hơn, mất tầng thiền thấp hơn, thì khi mình học tới cái phần gọi là nhập thiền diệt, cái chuyện đó không thể thực hiện được. Dạ, nên là kỳ trước trò nhớ thầy có nói nhập thiền diệt thì chỉ có những chúng sanh ở cõi dục giới. Dạ đúng, dĩ nhiên không, dục giới và sắc giới vẫn có thể nhập được. Và dĩ nhiên nếu như mình nói rằng cái chuyện đó nó là giống như là ngoại lệ cho những cõi vô sắc thì nó không có phù hợp. Bởi vì tại sao người ta vẫn trên kia, người ta tu thiền, người ta ở cái cõi thiền, người ta đắc được, tại sao tự nhiên nó mất? Chỉ là người ta không thể là tu thiền thấp được, những tầng thiền thấp hơn người ta không thể tu được, cho nên người ta mới không thể nhập được vào thôi. Còn người ta tu được, người ta đã đắc được thì dĩ nhiên người ta vẫn có khả năng nhập vào được chứ. Còn nếu như người ta không nhập vào được thì cái lý do tại sao người ta không nhập vào được? Chứ không phải cái tâm đạo cũng vậy hay sao thưa thầy? Nếu mà họ đắc được cái đạo cao hơn thì cái họ không thể nhập được cái tầng thiền quả thấp hơn. Dạ, ở đạo á thì nó lại khác ở cái chỗ, bởi vì đạo á là nó có liên quan tới tầng diệt phiền não. Khi mà đạo, sau khi đắc đạo xong rồi sẽ là tâm quả, ngay lập tức liền người ta nhập vào thiền quả, thì cái tầng mức người ta cao hơn rồi. Cái thực là bởi vì sao? Khi mà một người mà đắc được nhị đạo, mà người ta có được cái tâm quả nhị quả rồi đó, thì cái tâm đó nó trong suốt, nó cao thượng hơn cái tâm sơ quả rất là nhiều. Cái vị đó là bước đi một cái tầng mức cao hơn rồi, cho nên cái tâm sơ quả nó không có còn, nó gọi là thấp kém hơn vị, thấp kém rất nhiều so với cái tâm sơ quả nhiều quả, cho nên vị đó không thể nào mà đi ngược xuống cái sự thấp kém được nữa. Giống như bây giờ nó vượt lên cái ở đây, bởi vì sao? Cái thiền và cái đạo quả nó khác nhau. Khi một người mà chứng thiền á, thì khi người ta nhập vào đó thì người ta chỉ là tận hưởng cái thiền đó thôi, nhưng mà bản chất người ta vẫn là con người đó, nó không có khác gì hết. Cái điểm này cho nên mình khi mà mình nói về cái tâm gọi là cái tâm chuyển tập đó, thì như mình thấy đối với những cái tầng thiền cao hơn đó, nó vẫn là cái tâm chuyển tập, chứ nó không có đổi qua cái tâm vũ tịnh ở đó, bởi vì người ta vẫn là phàm nhân. Người ta chỉ thay đổi từ cái này, giống như là cái cầu nối giữa những cái tâm dục giới và tâm đấu đại mà thôi. Nhưng cái bản chất người ta vẫn là phàm nhân. Cho nên dù cho người ta đắc thiền thấp, khi lên thiền cao thì cái tâm này vẫn gọi là cái tâm chuyển tập, bởi vì nó thay đổi từ phàm nhân qua từ dục giới qua sắc giới qua đấu đại.
Nhưng mà còn đối với cái trường hợp đạo đấy, đạo quả đó, như chị thấy chỉ có cái độ tâm mà sơ đắc sơ đạo đó mới gọi là Gotrabo, vì nó thay đổi từ phàm nhân qua thánh nhân, và sau đó rồi những cái độ mà đắc nhị đạo, tam đạo và tứ đạo tại đây nó không còn là Gotrabo, nó không còn là chuyển tộc nữa, bởi vì vị đó đã là thánh nhân rồi, được người ta đã bước vào những cái vòng cao hơn, đi lên cao hơn rồi, người ta không có còn đi ngược xuống dưới được nữa. Cho nên chính là cái điểm đó là cái điểm như vậy. Cũng như vậy khi mà mình nói về 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 đắc thiền á, thì những cái tầng thiền người ta có thể nhập vào những cái tầng thiền cao hơn, thì khi người ta an trú vào những cái tầng thiền cao hơn, nó có thể là an lạc hơn những cái tầng thiền thấp hơn, nhưng cái bản chất người ta vẫn là con người như vậy, nó không có khác gì hết. Cho nên khi người ta thoát ra thiền, người ta vẫn là con người như vậy. Cho nên mình không thể nói là khi tu thiền cao hơn thì những cái tầng thiền thấp hơn nó sẽ thấp mất đi. Nhưng mà trò tưởng ở trong cái cõi vô sắc thì là cái đối tượng đó nó khác, nên là nó không còn cái đối tượng đó để cho họ nhập vào nữa. Và sao không một cái đối tượng, bởi vì cái đối tượng đó nó chỉ là cái đối tượng của những tâm thiền mà thôi. Còn khi mà người ta xuất ra khỏi thiền rồi thì cái đối tượng đó vẫn còn đó, người ta vẫn có thể bắt được cái đối tượng đó được chứ ạ. Nhưng nếu mà là cái vô sắc thứ hai thì cái đối tượng để tu thì là nó là cái tâm vô sắc thứ nhất, thì nếu mà họ tu lên cái tầng thiền vô sắc thứ ba thì cái tâm vô sắc thứ nhất nó không phải là nó mất rồi hay sao mà họ có thể nhập lại được tầng thiền vô sắc thứ hai thì vậy. Dạ, những cái điểm thì không có nói một lần rồi. Bởi vì cái này nó liên quan tới hai cái quan điểm. Theo cái quan điểm thứ nhất á, nếu như mà mình cảm thấy mình khó chấp nhận cái chuyện đó thì mình phải dựa vào cái quan điểm thứ nhất. Vì theo cái quan điểm thứ nhất thì người ta nói rằng là vị nào nào mà tu sanh vào cái cõi đó thì vẫn có khả năng nhập vào thiền đó. Cho nên người ta không cần tu lại cái tầng thiền đó nữa. Nhưng đối với cái quan điểm thứ hai thì vị mà theo cái quan điểm thứ hai nói rằng là tuy rằng sanh lên cõi đó nhưng không còn khả năng nhập vào nữa, cho nên vị đó phải tu lại. Tại sao vị đó phải tu lại? Bởi vì sau này khi mình học qua cái chương thứ năm á, thì trong chương thứ năm nói rằng á, là những vị phạm thiên vô sắc ở cái cõi đó rồi, người ta sau khi chết đi người ta vẫn có thể tái sanh vào cõi vô sắc đó lại trở lại. Tức là người ta vẫn phải có, tức là người ta phải đã đắc thiền đó rồi, người ta phải có cái tâm quả của cái tâm thiện của tầng thiền đó để người ta mới có thể tái sanh vào được. Tức là người ta phải có khả năng nhập vào thiền đó trở lại. Thì để cái giải quyết cái vấn đề đó thì cái quan điểm thứ hai nói là cái vị đó phải có thể đắc lại tầng thiền ở cái cõi đó lại. Thì cái câu hỏi như chị nói là làm sao người ta có thể bắt được cái cảnh đó, thì ở đây mình phải hiểu là bằng cách nào đó người ta phải bắt được cái cảnh đó trở lại, mà cái cảnh đó sẽ là cái cảnh của cái tâm hữu phần của người đó. Tức là phải bằng cách nào đó người ta có thể bắt lại được cái cảnh mà cái tâm hữu phần của họ đang bắt. Còn trong kinh thì không giải thích bằng cách nào bắt được thì mình không biết. Tức là cái tâm hữu phần của vị đó vẫn đang bắt cảnh đó. Bây giờ chị nói cõi thứ hai đi đúng không ạ? Cõi thứ hai á thì cái vị mà có cái vị cái tâm gọi là cái tâm hữu phần của vị đó sẽ là cái tâm thức vô biên xứ. Thì mình biết cái cảnh của cái thức vô biên xứ đó là cái tâm không vô biên xứ thứ nhất, tâm thiền vô sắc thứ nhất. Thì cái tâm hữu phần của cái vị phạm thiên ở cõi thứ hai đó nó bắt cái tâm không vô biên xứ đó làm cảnh. Thì từ đó mới nói là cái vị này để mà tu để đắc lại cái tầng thiền thứ hai đó phải là bằng cách nào đó vị đó sẽ bắt lại được cái tâm không vô biên xứ, tức là tâm vô sắc thứ nhất mà cái tâm hữu phần của vị đó đang bắt. Tức là nó có khả năng có một cái cách nào đó vị đó nhìn bắt lại được cái đối tượng đó chứ không phải là không. Dạ, chị rõ chưa? Xin cảm ơn thầy. Dạ. Ok rồi, cái đó là bây giờ cái đó là câu trả lời cho cái phần đó. Và cái phần thứ hai không muốn nói ở đây là viết là một tuần trước mình có nói rồi, bây giờ phải nói lại bởi vì mình biết 100% là sẽ có rất nhiều người sẽ hiểu lầm cái này trở lại. Ok rồi.
Bây giờ cái tuần vừa rồi là mình nói cái lỗ đắc đạo, đúng không ạ? Thì khi mình học về đạo, những tâm đạo và tâm quả, mình nói ra đó, những cái tâm đạo thì nó có tất cả là 20 tâm, tâm quả là 20 tâm. Nếu mình nói sơ đạo, nó sẽ có là 5 tâm sơ đạo. Ở đây, nói rồi, ví dụ nhắc lại, những tâm này là những tâm đạo, chứ nó không phải là những tâm thiền, theo nghĩa là thiền chỉ. Khi mà mình học về thiền chỉ thì mình sẽ đi lên từ sơ thiền, phải đắc sơ thiền xong rồi mình mới đắc nhị thiền được, sau khi đắc nhị thiền được mình mới đắc tam thiền được, sau khi đắc tam thiền được mình mới đắc tứ thiền được, sau khi đắc tứ thiền mình đắc ngũ thiền được. Nhưng cái đó không có nghĩa là ở dưới, ở đây là những tâm thiền, thiền chỉ, ở đây là những tâm đạo. Những tâm đạo này nó được gọi là tâm sơ đạo, sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền. Chỉ vì là những cái chi thiền ở trong những tâm đạo này nó giống với những chi thiền của những tâm thiền này mà thôi. Nhưng nó không phải là những tâm thiền. Ở đây ý mình muốn nói là không phải là sau khi đắc tâm, ví dụ một vị tu có một cái cách tu, vị đó đắc được tâm sơ đạo, sơ thiền. Không phải là sau khi đắc sơ đạo sơ thiền rồi vị đó sẽ tu tiếp để đắc sơ đạo nhị thiền. Đừng hiểu theo cách đó. Bởi vì sao? Khi một vị đã đắc sơ đạo rồi thì là xong, không bao giờ cái tâm sơ đạo có thể sanh lên được nữa. Tức là bây giờ một trong năm tâm này, một người, một chúng sanh nào đó trong cái chuỗi luân hồi của người đó, nếu tâm sơ đạo sanh lên, một trong năm tâm này sanh lên thì xong, đó là coi như xong chức luôn. Chỉ chọn một trong tâm, năm tâm này mà thôi. Chứ không phải là, ví dụ vị đó cái tâm là tâm sơ đạo nhị thiền, thì sau đó vị đó sẽ tu tiếp để đắc cái tâm sơ đạo tam thiền. Hiểu như vậy là sai. Vì cái tâm, năm tâm này là đồng đẳng với nhau. Nó được gọi là như vậy chẳng qua bởi vì những cái chi thiền ở trong này nó giống với ở trên này mà thôi. Cho nên mới chia ra năm tâm này như vậy. Nhưng trong cái chuỗi luân hồi của một người nào đó thì chỉ là một trong năm tâm này sanh lên và thôi. Và như vậy là chấm dứt xong cái phần sơ đạo. Chứ không phải là năm tâm này sanh lên trong cùng một người lần lượt mà tu. Hiểu như vậy là sai. Okay. Cũng tương tự như vậy, năm tâm nhị đạo này là một người đối với một chúng sanh là chỉ một trong năm tâm này sanh lên mà thôi. Và sau đó là chấm dứt. Vì đó tu tiếp là sẽ đắc lên tam đạo. Tức là chỉ một trong năm tâm đạo này sanh lên mà thôi. Và một cái điểm thứ hai nữa là muốn nói là tâm quả là kết quả của tâm đạo. Người đó có tâm đạo nào thì cái tâm quả đó sẽ tương ứng với cái tâm quả đó sẽ tương ứng với tâm đạo đó. Nếu như cái tâm quả của cái vị đó là giả sử như tâm sơ đạo tam thiền thì cái tâm quả của vị đó sẽ là tâm sơ quả tam thiền, và nó chỉ vậy, chỉ như vậy thôi. Vì đó sẽ không bao giờ có được bốn cái tâm quả còn lại, bốn cái tâm sơ quả còn lại này. Không bao giờ vì đó có thể có được, bởi vì cái quả là nó là kết quả của đạo. Và bởi vì cái tâm đạo của vị đó đã là cái tâm này rồi thì cái tâm quả của vị đó bắt buộc phải là tâm này. Ok, tâm quả nó như mình nói đó, cái quả nó giống như là cái hình ảnh trong gương đó. Cái nguyên nhân của nó là như thế nào thì cái kết quả nó giống hệt như vậy, nó không có khác gì hết trơn, nó không thể thay đổi được. Tức là ở đây ý muốn nói là sau khi vị đó đắc trở thành vị sơ quả xong rồi, vị đó nhập vào tầng thiền quả, tức là mình sẽ học tới đây á, thì chỉ một cái tâm đó duy nhất sanh lên mà thôi, không thể nào mà nhảy qua những cái tâm khác được. Tức là nếu như tâm sơ quả, sơ đạo của vị đó là tâm sơ quả tứ thiền, thì cái tâm quả sơ quả của vị đó sẽ là tâm sơ quả tứ thiền. Không bao giờ vị đó có thể có được những cái tâm, tức là sơ quả sơ thiền, sơ quả nhị thiền, sơ quả tam thiền, hoặc là sơ quả ngũ thiền. Vị đó không bao giờ có được những cái tâm đó. Nên mình phải hiểu là như vậy. Tương tự với những cái ở dưới. Và một cái điểm khác nữa là ví dụ như bây giờ nếu như vị đó tu và đắc được cái tâm sơ đạo, sơ thiền, nhưng vị đó tiếp tục tu lên để đắc nhị đạo, nhưng mà cách tu của vị đó lại khác, thì cái tâm sơ, tâm nhị đạo có thể là tâm nhị đạo tam thiền chẳng hạn. Nó không bắt buộc phải là tâm nhị đạo sơ thiền, bởi vì cách tu để chứng đắc nhị thiền của vị đó khác.
thì có thể vị đó sẽ đi từ sơ đạo sơ thiền, là cái tâm sơ đạo. Nhưng mà khi đắc nhị thiền, nhị đạo đó, vị đó lại có thể có là cái tâm nhị đạo tam thiền. Và tương tự như vậy, cái tâm nhị đạo tam thiền thì cái tâm quả nhị, dâm nhị quả, nó bắt buộc phải là tâm nhị quả tam thiền, chứ không thể là những cái tâm này được. Cái điểm nó rất là quan trọng, mình còn phải hiểu, bởi vì chắc chắn 100% sẽ có người nghĩ là tu cái này, bởi vì cái này là những tâm thiền mà nó tương tự như là thiền chỉ, mình phải nhảy lên, mình bật lên thiền chỉ. Nó không phải, mình không, đừng có hiểu như vậy. Cái sự phân loại này chẳng qua là bởi vì cái những cái chi thiền ở những cái tâm này á, nó giống như trên này, cho nên mình phải phân tích như vậy thôi. Chứ cái này không phải là cái tiến trình tu tập. Năm tâm này ngang bằng với nhau về sự chứng đắc. Cũng như vậy, năm tâm này là ngang bằng với nhau. Một người chỉ có thể có một trong năm tâm này mà thôi, chứ không có thể có nhiều hơn được. Yeah. Cái điểm đó rất là quan trọng. Nhưng mà người phải... Dạ, thưa thầy cho trò hỏi ạ. À. Yeah. Nếu một người tu đắc đạo nhị đạo, nhị tam thiền, thì sẽ là có nhị quả tam thiền. Thì khi mà họ tu tập lên á, thì họ không cần nhập vào thiền nền và thiền làm đối tượng nữa, hay là khi mà họ nhập vào thiền nền thì họ phải nhập vào cái tam thiền hay sao nữa, hay sao? Thiền nền là sao ạ? Khi mà họ như là họ đã đắc được cái tâm nhị đạo tam thiền, thì khi mà họ tu tập lên để cho lên thành là đắc tam đạo á, thì họ phải là tu tập thiền minh sát, thì họ có thể nhập vào năm cái tề tầng thiền sắc giới để làm thiền nền và thiền đối tượng. Thì khi đó là họ phải nhập vào cái tam thiền để tu tập, hay là làm thiền nền, hay là sao, thưa thầy? Dạ, những cái đó khác gì đó thì học như lúc nãy Hùng nói đó. Bây giờ cái ví dụ này, người đó người ta đắc là sơ đạo sơ thiền, đúng không ạ? Bây giờ ở đây cũng như vậy, cách tu ở đây nó tùy theo cách tu. Bởi vì sao? Bởi vì như mình biết là nó có ba cái giả thuyết đó, mình không biết cái giả thuyết nào đúng. Okay. Bây giờ giả sử giờ mình lấy những cái giả thuyết theo như chị nói là thiền nền đó, thì có thể mình lấy cái giả thuyết thứ nhất đi, tức là cái số cái chi thiền của cái tâm đạo và tâm quả nó phụ thuộc vào cái thiền nền. Okay. Ví dụ vị này, bởi vì cái tâm sơ đạo của vị này á, là nó giống như cái tâm sơ thiền, những cái chi thiền nó giống tâm sơ thiền, tức là bởi vì do cái tâm khi mà vị đó nhập vào cái thiền gọi là cái thiền nền đó, tức là nó là tâm sơ thiền. Sau khi xuất ra khỏi cái tâm sơ thiền đó, vị đó tu minh quán, thiền minh sát và đắc được sơ đạo, thì cái tâm sơ đạo đó nó sẽ là cái tâm sơ đạo sơ thiền. Rồi bây giờ sau đó vị đó có được trở thành vị sơ quả xong rồi, thì bây giờ vị đó mới tu tiếp đi lên để đắc nhị đạo. Thì cũng tương tự như vậy, vị đó phải tu thiền minh sát. Thì bây giờ cũng theo cái quan điểm thứ nhất, thì vị đó phải nhập vào cái thiền nền nào đó. Bây giờ mình giả sử vị đó nhập vào nhị thiền, vị đó nhập vào nhị thiền, sau khi xuất ra nhị thiền, vị đó quán bất cứ cái gì đó tùy theo vị đó thích, rồi vị đó bắt đầu nhập đắc được nhị đạo. Thì cái tâm nhị đạo đó, bởi vì vị đó nhập vào nhị thiền, cho nên cái tâm nhị đạo của vị đó sẽ là tâm nhị đạo nhị thiền. Dạ, nhưng mà lúc đó là cái vị này đang có là sơ quả sơ thiền, thì cái tâm quả đó nó không có thành vấn đề gì. Cái vị này có thể chọn tất cả tầng 105 tầng thiền để làm thiền nền. Dạ đúng, cái tâm sơ đạo, anh Thêu nói cái tâm quả này nó chỉ là kết quả của tâm sơ đạo mà thôi. Nó không có ảnh hưởng gì tới cái việc tu tập của vị đó hết. Dạ. 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 Dạ, thầy. Dạ, rồi. Đó là cái điểm đó, mọi người cần phải chú ý những cái điểm đó. Rồi. Ok, bây giờ mình đi qua cái phần tiếp theo. Hôm nay, bây giờ hôm trước thì mình học xong cái phần lỗ đắc đạo rồi. Bây giờ mình qua cái phần lỗ thiền quả. Okay. Rồi, lỗ nhập thiền quả thì cái tên Pali của nó là Phalasammapatti. Okay. Rồi, ok.
Bây giờ sau cái tiền quả này là dành cho những vị đã trở thành thánh nhân rồi, tức là sau khi thành thánh rồi, tức là thành một trong bốn vị thánh, tức là sơ quả, nhị quả, tam quả hoặc là tứ quả. Thì bây giờ vị đó muốn an hưởng cái quả vị, tức là an hưởng cái hương vị niết bàn. Ok, ở đây có hai cái điểm. Một cái điểm thứ nhất là anh cũng nói một lần rồi, là cái điểm này á, là có một cái sự hiểu lầm á, là để nhập được vào thiền quả thì cái vị đó phải có đắc thiền chỉ. Cái đó là một sự hiểu lầm. Bởi vì thật sự để nhập vào thiền quả thì vị đó không cần có thiền chỉ. Bởi vì cái thiền quả này nó chỉ liên quan tới thiền minh sát mà thôi. Nhưng mình thấy khi, bởi vì những vị không có đắc thiền chỉ vẫn có thể đắc đạo quả được. Tức là vị đó khi mình thấy cái quá trình tu tập vị đó, khi mà hành minh sát, vị đó chỉ quán danh sắc bình thường mà thôi, chứ không có liên quan gì tới việc đắc thiền chỉ. Cho nên khi sau khi mà vị đó đã trở thành thánh nhân rồi, thì bây giờ vị đó muốn nhập vào thiền quả thì cái tiến trình nhập vào thiền quả nó cũng không có liên quan gì tới thiền chỉ hết. Để nhập vào thiền quả, vị đó chỉ quán danh và sắc, tiếp tục quán danh sắc, thì cái trình tự của nó là những cái lỗ tâm, những cái tầng tuệ lần được sanh lên, nó cũng sanh lên những cái tầng tuệ, những cái tuệ sắc nó sanh lên. Và sau khi đó, những tầng tuệ sanh lên xong rồi thì vị đó sẽ nhập vào thiền quả. Cho nên nó không có liên quan gì tới thiền chỉ hết. Cho nên mình đừng có hiểu lầm. Vì có một vài vị chủ trương như vậy đó. Tức là muốn nhập vào thiền quả, một vị thánh nhân muốn nhập vào thiền quả thì phải đắc được thiền chỉ, phải có thiền chỉ. Thì cái điều đó nó không có đúng. Rồi, một cái điểm thứ hai nữa. Cái này nó có liên quan tới cái một cái câu hỏi nhỏ là... Cái câu hỏi là sao? Cái câu hỏi này nó có liên quan tới bên nói cái điểm này, cái điểm tế nhị là bên tỳ khưu ni, tức là nói là tại sao cái thời bây giờ là không bên theo cái quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy đó. Ở đây không có bàn về cái chuyện là tỳ khưu ni bây giờ có còn xuất hiện được hay không, là cái chuyện đó nó tranh cãi, mình không có vướng vào đó, nó phức tạp. Nhưng theo cái quan điểm của những vị ở bên Miến Điện, tức là những vị mà theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, những vị lớn ở bên Miến Điện đó. Bởi vì như mình biết bây giờ Miến Điện người ta không có còn chấp nhận tỳ khưu ni nữa, thì bên đó là không có tỳ khưu ni. Thì có một cái quan điểm nói là như vậy thì tự nhiên thấy thiệt thòi cho người nữ quá đi. Bởi vì là người nữ, và sau khi bây giờ người nữ người ta tu tập, người ta vẫn đắc thánh được, đúng không ạ? Thì như mình biết là trong cái trường hợp mà một người phàm mà đắc tới A-la-hán thì người đó có hai sự lựa chọn. Sự lựa chọn thứ nhất là có thể là xuất gia, phải xuất gia, trở thành một người xuất gia. Thì sau khi có cái, bởi vì cái phẩm mạo xuất gia nó mới đủ khả năng để mà nó nâng đỡ được cái phẩm mạo A-la-hán, cái sự chứng đắc A-la-hán. Bởi vì cái phẩm mạo cư sĩ nó không có mạnh, nó không có đủ trong sạch để mà nó nâng đỡ được cái sự chứng đắc đó. Cho nên vị đó phải là xuất gia. Để sau khi xuất gia rồi thì vị đó mới có thể tiếp tục là tiếp tục cái đời sống nó được. Còn nếu như cái vị đó không xuất gia thì theo trong kinh nói thì có hai nguồn. Một nguồn thì nói là vị đó phải nhập diệt, tức là nhập niết bàn ngay lập tức, nếu vị đó vẫn còn là người tại gia, hoặc là trong 7 ngày, trong vòng 7 ngày vị đó phải là nhập niết bàn. Thì có cái câu hỏi là nó thì tự nhiên như vậy nó thiệt thòi cho người nữ, bởi vì bây giờ người nữ nó không được xuất gia nữa, mà nếu như người đó tu tập đắc lên tới A-la-hán mà không xuất gia được thì người đó bắt buộc phải chết. Thì cái chuyện đó thì theo cái quan điểm nhìn bình thường mà thích nhìn bất lợi cho người đó, tức là thiệt thòi cho người đó, bắt buộc người ta phải chết. Thì ở đây á, cái chuyện ông nói là khi mà một người mà đã đắc được tầng thánh rồi á, đặc biệt là những vị A-la-hán mà người ta không có màng tới cái chuyện tồn tại nữa đâu, cái chuyện hiện hữu người ta không có còn nữa, mà thật sự người ta còn nhìn cái chuyện hiện hữu là một cái gánh nặng nữa. Bởi vì trong kinh nói là khi mà Đức Phật, khi mà Ngài thuyết pháp cho hàng tại gia cư sĩ, thì khi Ngài thuyết xong rồi, khi Ngài hoàn thành bài pháp xong rồi, thì bắt đầu là những người cư sĩ ở dưới là bắt đầu tụng xa đú xa đú xa đú,
thì chỉ mình thấy cái trong cái vòng khoảng thời gian rất là ngắn như vậy thôi. Nhưng mà trong kinh nói trong cái khoảng thời gian ngắn mà người ta tụng cái từ xa đú đó, Đức Phật Ngài nhập vào thiền quả. Bởi vì sao? Cái thiền quả là cái thiền mà để cho Ngài tận hưởng an lạc của Niết Bàn. Cho nên những vị thánh A-la-hán, người ta không có màng tới sự hiện hữu. Người ta đắc được sau rồi, sau đó người ta sẽ quán coi là tuổi thọ người ta còn bao nhiêu. Nếu như tuổi thọ người ta vẫn còn, thì người ta sẽ thực hành những cái chức năng, những cái nhiệm vụ của người ta mà thôi. Rồi nếu như thật sự tuổi thọ người ta không còn, thì người ta sẽ biết bà. Cho nên ngày là ngày Sariputta, tức là ngày Sariputta tiếng Việt của là cái gì? Những Sariputta thôi, dạ. Thì như ngài có một lần, dạ. À, ngài Xá Lợi Phất, đúng rồi, nhà ngài Xá Lợi Phất. Thì ngài Xá Lợi Phất có một lần ngài nói rồi á, là ngài giống như là một người mà gọi là đi làm á, mà đang đợi có lương như vậy đó. Thì cái lương nó giống như là nhập vào niết bàn vậy đó. Tức là ngài chỉ mong đợi tới cái ngày mà ngài nhập niết bàn thôi. Bởi vì thật sự đối với những vị a la hán, cái thân xác này nó nặng nề lắm, người ta không có ham muốn, thích muốn gì về cái thân xác này, cái ngũ uẩn này nó nặng nề lắm. Sống một ngày mà giống như là thấy sự sanh diệt nó nặng nề lắm. Cho nên ở đây không muốn nói là muốn tận hưởng cái quả vị niết bàn nó là như vậy. Các ngài rất là thích nhập vào thiền quả để mà tận hưởng cái an lạc niết bàn là như vậy. Thì đó là cái điểm muốn nói thêm cho mọi người hiểu như vậy. Dạ. Cho nên khi mà những vị mà nhập cho đắc được đạo quả rồi á, thì cái cách mà để cho vị đó mà tận hưởng niết bàn á là nhập vào thiền quả. Rồi thì cái đó là cái lộ nhập thiền quả. Bây giờ mình qua cái lộ nhập thiền quả. Kính cảm ơn thầy. Dạ dạ. Rồi cái lộ nhập thiền quả là ok, bây giờ mình qua cái lộ thứ nhất là lộ nhập thiền. Lộ nhập sơ quả, sơ thiền. Nghe. Ok rồi, lộ nhập sơ quả sơ thiền thì cũng tương tự như vậy. Ở đây cũng có hai, mình biết có hai hạng người đó, tức là lợi độn căn và lợi căn. Độn căn và lợi căn, cho nên nó sẽ là cái lộ tâm là như thế này. Rồi, thì chính đây nó cũng như vậy. Bây giờ cũng là bởi vì đây là lộ về thuộc ý môn, mà cho nên nó không có hữu phần vừa qua. Nó là rung động, dứt dòng, rồi hướng ý môn. Rồi bốn cái sắc na này là bốn cái sắc na độc lực dục giới. Rồi tiếp theo sẽ là cái tâm quả sanh lên. Cái tâm quả sanh lên rất là nhiều, nó tùy thuộc vào ước muốn của vị đó. Có thể là như mình thấy đó, như Đức Phật đó, thì trong một vài thời gian rất là ngắn, trong cái thời gian mà người ta niệm xa đú là ngài cũng chập vào và thiền nhiệt, hoặc là có thể nó kéo dài tới 7 ngày. Đối với người có thể kéo dài tới 7 ngày. Còn cái này là cho vị độn căn, còn vị lợi căn thì nó chỉ có 3 cái sắc na trực giới mà thôi, động lực trực giới mà thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào những chi tiết nhỏ. Rồi rung động và dứt dòng thì cái này nó sẽ là một trong 13 tâm, tức là bốn đại quả thực trí hoặc là chín quả đạo đại. Ở đây mình mới thấy cái này nó khác với cái lộ đắc sơ đạo. Ở cái lộ đắc sơ đạo đó, nó chỉ là một trong chín tâm mà thôi, tức là bốn đại quả hợp trí và năm quả sắc giới mà thôi. Nhưng ở đây mình có cộng thêm cái bốn quả vô sắc nữa, bởi vì ở đây là lộ nhập thiền quả.
tức là nó sẽ xảy ra trong những vị sơ quả ở trên bốn cõi sắc vô sắc nữa nè. Bởi vì như trước nói đó, cái lộ mà lộ đắc đạo nó, cái lộ sơ đắc sơ đạo nó không thể xảy ra trên đó được, bởi vì một người mà muốn đắc chuyển từ thánh, từ phàm sang thánh đó, lần đầu tiên đó, thì vị đó ngoại trừ vị Phật độc Phật chánh giác và Phật độc giác, tất cả những vị tinh văn thì cần phải nghe thuyết pháp. Thì những vị ở trên đó vô sắc, không có sắc pháp, không thể nghe được, cho nên cái lỗ đó nó không thể xảy ra trên đó được. Còn trong cái trường hợp này, cái lỗ mà gọi là lỗ nhập thiền quả này, nó xảy ra cho những vị đó được. Bởi vì sao? Bởi vì những vị đó khi sanh, trước khi sanh lên đó đã là vị sơ quả rồi, tức là vị đó đã đắc sơ đạo và trở thành vị sơ quả rồi, ở trong cõi dục giới, một trong những cõi dục giới và những cõi sắc giới, và vẫn là vị sơ quả sau khi chết đi tái sanh về một trong bốn cõi vô sắc đó. Cho nên vị đó lúc đó là những vị sơ quả, thì vị đó vẫn có thể nhập vào, có thể nhập vào cái lộ thiền quả này được. Cho nên từ đó, cho nên mình mới cộng thêm cái bốn cái tâm quả vô sắc này là như vậy. Thì cũng tương tự như vậy, một trong những tâm này là nó bát nghiệp, nghiệp tướng, hoặc là thú tướng. Ok, rồi. Nó cũng làm chức năng khổ kiếp. Rồi nó cũng là vô môn và nương sắc ý vật. Okay, rồi. Ok, rồi. Ý cái này thì như cái này sẽ có một tâm đó. Anh nghĩ ngon là một tâm. Okay. Rồi. Đối với cái tâm này là cái tâm này là tâm Aniloma, cận hành. Cận hành thuận thứ, tâm này là tâm thuận thứ. Cho nên cả bốn cái sắc na này nó khác cái tên gọi. Cái điểm mình thấy là ở trên cái lộ mà cái lộ đắc đạo á. Đấy, cái lộ đắc đạo trên mình thấy là nó sẽ là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ và chuyển tập. Nhưng mà ở dưới này á, thì cả bốn sắc na nó gọi chung một tên là thuận thứ. Cả bốn cái đều là thuận thứ. Okay. Và bốn cái này á, dĩ nhiên là nó sẽ là một trong hai tâm đại thiện hợp trí và thọ hỷ. Bởi vì cái này nó là sơ thiền. Ở đây ở lần nữa nghe mình, cái này là cái ngôn ngữ, cái này là do cái giới định mình nói là sơ thiền. Nhưng một lần nữa mình nhắc lại cái chữ sơ thiền, nó không có liên quan gì tới thiền chỉ hết trơn nghe. Chẳng qua ở đây mình muốn nói là những cái chi thiền ở trong những cái tâm này nè, nó giống với sơ thiền. Cái này không phải là, nó không có liên quan gì tới thiền chỉ hết trơn nha. Rồi là thọ hỷ. Rồi ở đây nó bắt danh sắc làm cảnh. Ok, rồi nó cái chức năng là động lực. Rồi, ở cái điểm mà đây mình phải chú ý nha. Như ở trên cái lộ mà đắc đạo đó, ba cái sắc na đầu tiên á nó bắt danh sắc, nhưng mà cái sắc na Gotrabu này nó lại bắt niết bàn làm cảnh. Bởi vì ở đây là cái lộ này là cái lộ đắc đạo. Vì nó phải cần, nó trợ, nó giúp cho cái tâm đạo sanh lên. Vì cái tâm đạo là bắt niết bàn làm cảnh. Cho nên nó cần phải bắt niết bàn làm cảnh để nó trợ cho cái tâm đạo này. Nhưng trong cái trường hợp này nó không còn là lộ đắc đạo. Tức là nó không có sắc trừ phiền não. Cho nên nó không có nhu cầu, nó không có cái sự cần thiết cho cái tâm này bắt niết bàn. Cho nên cái tâm này nó vẫn bắt danh sắc. Bốn cái sắc nào nó đều bắt danh sắc hết. Đó là cái sự khác với cái tâm đắc đạo là như vậy. Rồi. Tiếp theo là tâm quả. Tâm quả thì ở đây là tâm sơ
quả sơ thiền để bắt niết bàn là động lực. Ok rồi, ở đây thì mình như mình thấy đó là nó có bốn tâm thể sanh lên ở trong trong cái lỗ tâm này, tức là một ý môn, hai đại thiện, thật trí, thọ hỷ và một tâm quả. Rồi như vậy nó cũng có hai chế độ là hướng hướng tâm và động lực. Ở đây nó xảy ra trong nhiều sát na, bởi vì có rất nhiều tâm quả sanh lên. Rồi bây giờ cái lỗ này á, là sanh lên trong bảy cõi dục giới thiện thú, tức là từ cõi người cho đến cõi hóa lạc thiên và tha hóa tự tại, tức là bảy cõi dục giới thiện thú và mười cõi sắc giới, tức là trừ đi ngũ tịnh cơ và vô tưởng, và có thêm bốn cái cõi vô sắc nữa. Okay, rồi. Rồi ở đây cái cõi này nó cái lỗ này nó chỉ sanh lên trong một hạng người mà thôi, tức là người sơ quả. Okay. Rồi bây giờ mình nói qua những cái lỗ phản kháng, tức là sau khi xuất ra khỏi cái tầng cái lỗ nhập thiền quả này đó, thì như nó cũng năm loại, nó cũng tương tự như cái lỗ đắc đạo đó, tức là năm loại phản kháng, tức là phản kháng đạo, phản kháng quả, phản kháng niết bàn. Phiền não đã được trừ và phiền não còn chỉ sót. Ok, rồi ở đây cũng vậy, những lỗ này là những lỗ ý môn thuần túy. Rồi cũng như vậy, tương tự như lỗ đắc đạo, đối với ba loại phản kháng đạo quả và niết bàn thì các động lực là một trong bốn đại thiện. Thật trí. Còn hai loại phản kháng còn lại là một trong tám đại thiện. Vì phản kháng phiền não thì nó cần có nhiều, không cần thiết phải là hợp trí, nó có thể là ly trí cũng được. Dạ, thì đó là cái lỗ nhập sơ quả sơ thiền. Dạ, mọi người mình có hỏi gì không ạ? Dạ, thấy không ạ. Dạ, ok, như vậy là mình xong được cái lỗ đó. Bây giờ mình qua cái phần tiếp theo là các lỗ còn lại, thì mình chỉ nói những cái điểm khác nhau thôi. Okay, các lỗ còn lại thì bây giờ cái lỗ thứ nhất đó là sơ quả nhị thiền cho đến sơ quả tứ thiền, thì nó như trên giống hề, thì nó không có khác gì hết. Rồi sơ quả ngũ thiền thì cái điểm khác nhau là cái tâm thuần thứ
thì lại là một trong hai đại thiện hợp trí thọ xã. Vậy bởi vì nó bây giờ nó khi thiền nó giống như ngũ thiền, cho nên nó phải là đại thiện hợp trí thọ xã, đại thiện hợp trí thọ xã. Okay. Bởi vì như mình biết đó, thì bởi vì những cái động lực này nó cần phải là cùng thọ với nhau, bởi vì cái tâm quả của nó là tâm quả ngũ thiền, nó có thọ xả, cho nên những cái tâm động lực dục giới nó cũng phải là thọ xả. Rồi cái đó là về sơ quả. Đối với nhị quả thì những cái điểm khác với sơ quả tương ứng là những cái điểm thứ nhất là rúng động của dứt dòng á, thì ở đây là rúng động dòng nó cũng giống nhưng mà không có khác. Còn về tâm quả đó thì nó sẽ là tâm nhị quả tương ứng. Rồi cái lộ này là nó sẽ sanh lên cũng tương tự như vậy, tức là người ta cũng không có khác. Nên nó sanh lên trong chỉ một hạng người. Hạng người bây giờ là nhị quả. Cái loại nó sanh trong vị nhị quả. Okay. Rồi, đó là chỉ hai cái điểm khác nhau như vậy. Còn những cái điểm còn lại thì nó tương tự như những cái tâm, những cái lộ sơ quả tương ứng. Thì đó là về nhị quả. Bây giờ mình qua tam quả thì điểm những điểm khác với nhị quả tương ứng, thứ nhất là tâm đạo, tâm quả của nó sẽ là tâm tam quả. Rồi nó sanh lên trong một hạng người đó là tam quả. Một cái điểm nữa là nó sanh lên trong bảy cõi dục giới thiện phú. Okay. Bây giờ nó cộng thêm ngũ tịnh cư ở trong này nữa. Bởi vì những vị ở trong ngũ tịnh cư là những vị tam quả, cho nên trong đó những vị đó sẽ nhập vào thiền quả tam quả này, cho nên mình sẽ cộng thêm năm cái ngũ tịnh cư vào trong này. Okay. Đó là cái sự khác của tam quả. Dạ, yeah. Ok, thôi mình tạm dừng ở đây và có gì tuần sau mình sẽ tiếp tục. Dạ. Sa thú. Chúc mừng thầy. Dạ, chúc mọi người được an vui.